bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Nissan. Các bạn thân mến, có nhiều khách hàng thắc mắc với Nissan về loại lò quay gà vịt 680 và loại lò quay gà vịt 850. Hai loại này thì khác nhau ra sao, nên sử dụng loại nào? Chính vì thế mà trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết cho các bạn nhé. Nhìn qua hai loại máy này thì chắc hẳn là bạn cũng đã thấy nó có điểm tương đồng rồi đúng không nào? Lò được thiết kế với kiểu dáng hình trụ tròn và có kính ở xung quanh để bạn dễ dàng quan sát trong quá trình quay thực phẩm và đặc biệt còn giúp trưng bày đẹp mắt, thu hút được sự chú ý của thực khách. Với chất liệu inox cao cấp, cứng cáp, bền bỉ kết hợp với kính cường lực chịu nhiệt tốt, chắc chắn rằng lô quay của bạn sẽ luôn trông được sáng bóng và đẹp mắt nếu như được vệ sinh đúng cách và sử dụng bền với thời gian. Một ưu điểm của cả hai loại máy này đó chính là phần chân đế bánh xe giúp bạn thuận lợi di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau mà không tốn nhiều sức lực. Kiểu dáng hiện đại lại rất chuyên nghiệp phải không nào? Điểm giống nhau kế tiếp phải kể đến đó chính là nhiên liệu sử dụng. Cả hai loại lò quay này đều được sử dụng nhiên liệu là điện. Ngoài ra thì có lò sử dụng ga hoặc là than. Khi muốn dùng than để quay thực phẩm thì bạn chỉ cần nhóm lửa ở bầu than, sau đó thì đưa vào lò là được. Nếu như sử dụng ga thì bạn chỉ cần thay bầu than bằng mâm ga, cực kỳ linh hoạt đúng không nào? Nhiên liệu sử dụng và kiểu dáng thiết kế đều giống nhau, vậy thì công dụng thì sao? Thực chất thì hai loại lò quay gà vịt này đều có công dụng giống nhau, đó chính là dùng để quay gà vịt. Ngoài ra thì đây còn là loại lò quay rất đa năng khi có thể quay nướng được rất nhiều những loại thực phẩm khác như thịt heo miếng, heo sữa nguyên con, củ quả nướng, cá nướng, hải sản nướng, ngan nướng. Lò quay gà vịt thiết kế kín, nhiệt đối lưu tỏa khắp trong lò giúp nướng gà vịt chín đều từ ngoài vào trong cho lớp da vàng bóng và thịt chín mềm hơn. Khi quay gà vịt, mỡ từ thịt sẽ chảy xuống máng chứ không rơi trực tiếp vào bầu than như cách quay thủ công nên hạn chế tối đa được lượng khói bụi sinh ra. Bên cạnh đó thì trên đầu lò còn thiết kế thêm lỗ thoát khói đảm bảo vịt quay, gà quay hoàn toàn không bị ám mùi than khói bụi, giữ được hương vị thơm ngon, tinh túy. Có thể thấy là so với cách quay gà vịt thủ công trước đây thì việc sử dụng chiếc lò quay đã khắc phục được hoàn toàn những nhược điểm của cách quay cũ. Ngoài những đặc điểm chung kể trên thì hai loại lò quay này vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt. Đầu tiên là về năng suất, lò quay gà vịt 850 sẽ cho năng suất từ 15 đến 24 con một mẻ, còn lò quay gà vịt 680 sẽ cho năng suất từ 8 đến 15 con một mẻ. Thời gian quay mỗi mẻ của cả hai loại đều từ 45 đến 60 phút. Như vậy nếu như bạn cần quay gà vịt số lượng nhiều, quy mô trung bình và lớn thì bạn nên chọn lò quay gà vịt 850 nhé. Ngay tên gọi thì bạn có thể thấy là hai loại lò này có kích thước khác nhau rồi đúng không nào? Một loại là 680 và một loại là 850. Đây là kích thước đường kính hay còn gọi là phi. Kích thước các chiều của lò quay gà vịt 850 là 85, 85 và 168cm đối với lò dùng than ga, 186 và 160cm đối với lò dùng điện. Lò quay gà vịt 680 là 68, 68 và 142cm đối với lò dùng than ga và 73, 68 và 144cm đối với lò quay dùng điện. Hiện nay thì lò quay gà vịt 680 chỉ có hai loại, đó chính là lò quay 680 dùng điện và lò quay 680 dùng than ga. Tuy nhiên thì lò quay gà vịt 850 lại được chia thành hai loại theo số lượng cửa. Lò quay gà vịt 850 2 cửa dùng than ga, lò quay gà vịt 850 2 cửa dùng điện và lò quay gà vịt 850 4 cửa. Trong đó thì lò quay gà vịt 850 4 cửa là loại lò quay độc quyền, đặc biệt chỉ có ở Nissan. Như vậy lò quay gà vịt 680 và lò quay gà vịt 850 là hai loại trong cùng một dòng lò quay gà vịt không khói dạng xoay. Chính vì thế mà hai loại lò này đều giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước, năng suất, giải nhiệt độ của lò mà thôi. Tùy vào nhu cầu và quan điểm thẩm mỹ cũng như là không gian chế biến thì bạn có thể chọn cho mình loại lò quay phù hợp nhé. Khi mua sản phẩm lò quay gà vịt tại Điện máy Nissan, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành miễn phí 12 tháng và bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển bán kính đến 10 km tại tất cả các chi nhánh cửa hàng trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm lò quay gà vịt, Nissan còn cung cấp các sản phẩm khác liên quan như máy vặt lông gà lông vịt, nồi nấu nước nóng nhúng gà vịt, máy xay đa năng hành tỏi gia vị. Các bạn có thể tham khảo đầu tư thêm các sản phẩm trên để hỗ trợ công việc chế biến kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay đến số hotline trên màn hình 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn hãy truy cập vào trang web điệnmayniusan.com để có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm liên quan khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nhớ nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể cập nhật kịp thời những video mới nhất của Điện Máy Niusan nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.